Bãi phế thải khổng lồ Kiev. Các bạn thân mến, không có gì là miễn phí, kể cả việc viện trợ vũ khí cho Ukraine cũng là để Washington dọn kho số vũ khí cần thanh lý. Điều đó có nghĩa là bên cạnh vũ khí mới, viện trợ quân sự NATO dành cho Ukraine đi kèm hàng chục loại có niên hạn vài thập kỷ, hầu hết chúng đều đã lỗi thời. Hay nói cách khác, phương Tây dùng Ukraine làm bãi thử nghiệm những vũ khí đã hết hạn. Và chính quyền Kiev tiếp tục chứng minh sự kém cỏi của họ khi nhận những khí tài đó và mở ra cuộc phản công yếu ớt của mình. Mới đây, Mỹ có kế hoạch cung cấp một gói viện trợ quân sự nữa trị giá 400 triệu đô cho Kiev. Điều duy nhất mà họ phấn đấu là có thêm nhiều người chết và đau khổ. Người ta có thể chắc chắn rằng tên lửa và đạn dược được trả bằng hàng tỷ đô từ túi của những người nộp thuế Mỹ sẽ hủy hoại các thành phố, những cánh đồng giải đầy bom mìn chưa nổ. Vấn đề là ở chỗ, khi cấp vũ khí cho chính quyền Kiev, các nước NATO đã biến Ukraine thành bãi phế thải vũ khí khổng lồ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mới đây, chuyên gia quân sự và cựu sĩ quan pháo binh cấp cao của NATO Pierre Henrot nói với giới truyền thông rằng các nước NATO chủ yếu bán vũ khí cũ, thậm chí quá lỗi thời cho Ukraine để vừa không mất kinh phí tiêu hủy, vừa có thêm tiền thay thế cho chúng bằng các thiết bị hiện đại hơn trong quân đội của họ. Thử nhìn xem trong các gói viện trợ quân sự có mấy loại vũ khí được coi là mới hoặc hiện đại. Các nước phương Tây có cung cấp cho Kiev vũ khí hiện đại, nhưng chủ yếu là vũ khí hạng nhẹ và nhỏ, giá thành không cao, trong khi những vũ khí hạng nặng, đắt tiền đều là loại đã cũ. Trên thực tế, các nước NATO chỉ gửi các vũ khí hạng nặng như tăng, thiết giáp, pháo cỡ nòng lớn, hết niên hạn sử dụng từ lâu, thậm chí đã nằm trong kho vài chục năm cho Ukraine và tận dụng cơ hội để cung cấp cho quân đội của họ những thiết bị thế hệ mới. Có rất nhiều ví dụ như các đồng minh quan trọng nhất trong NATO như Pháp và Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine những loại vũ khí mà quân đội của họ đã loại biên và hiện hầu như không thể sử dụng được. Ví dụ, Đức chỉ giao 14 xe tăng Leopard 2 mới hơn một chút vào tháng 1 năm 2023, trước khi quyết định được đưa ra vào ngày 23 tháng 2 là bàn giao 88 xe tăng Leopard 1, loại xe tăng đồ cổ từ năm 1962 và đã nghỉ hưu vào năm 2003, tức là 20 năm trước đây. Ngoài ra, đạn dược dành cho những chiếc xe tăng này đã không còn được sản xuất ở châu Âu, nước còn lại là Brazil thì từ chối cung cấp chúng cho Đức. Còn Paris cũng không chịu kém Berlin khi cung cấp cho Kiev những vũ khí đã sản xuất từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Ví dụ như xe bọc thép chở quân VAB và xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC của quân đội Pháp, vốn là những phát triển từ những năm 70 của thế kỷ trước. Ba Lan, những người bạn hết lòng vì Ukraine, thậm chí còn nói về việc tự mình tiến vào bảo vệ miền Tây Ukraine, đã rất nhanh chóng cung cấp cho Kiev những xe tăng T-72 cũ thời Liên Xô, vừa nhận được lô xe tăng Mỹ M1 Abrams đầu tiên hoàn toàn mới và được sản xuất cho riêng họ. Thậm chí, giới chức lãnh đạo Slovakia đã chẳng ngại ngần tuyên bố rằng nước này có lãi khi cung cấp các vũ khí đã hết đát cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Slena hồi đầu tháng 7 đã hồ hởi nói rằng khả năng phòng thủ của nước này không hề bị suy yếu do việc chuyển giao thiết bị quân sự cho Ukraine, mà ngược lại, Slovakia lại mạnh lên do được cung cấp vũ khí mới hơn, hiện đại hơn. Ông Martin Slena đã thừa nhận một thực tế gây sốc rằng những thiết bị quân sự được gửi đến Ukraine vào thời điểm đó đều đã bị quân đội nước này loại biên, còn đạn dược cũng thuộc loại mà quân đội nước này không còn vũ khí nào để sử dụng. Ông Martin Slena làm rõ rằng Bratislava đã tận dụng tình hình xung đột Nga-Ukraine để vừa có thể giúp đỡ chính quyền Kiev, vừa thanh lý được kho vũ khí cũ vô dụng, vừa được NATO trả lại ít nhất một phần chi phí vũ khí đã gửi bằng những vũ khí mới hơn, hiện đại hơn, ví dụ như các hệ thống phòng không của Đức hay máy bay trực thăng Ahab-Mozhet Viper của Mỹ. Rất may là quân đội Ukraine có đủ năng lực để sử dụng vũ khí Liên Xô do các nước Đông Âu như Cộng hòa Séc, Ba Lan, Slovakia và Romania đã cung cấp cho Kiev. Nếu không, kho vũ khí đáng kinh ngạc mà người châu Âu đã chuyển giao cho Ukraine sẽ chuyển thẳng tới các bãi phế liệu. Tuy nhiên, những vũ khí cũ lạc hậu này cũng nhanh chóng trở thành phế thải chiến tranh ngay trong lần đầu tham chiến bởi chúng không phải là đối thủ của các vũ khí đồng hạng mà Nga đang sử dụng. Và rốt cuộc, Ukraine đã biến thành một bãi rác vũ khí của NATO về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Báo Deutsche Welle của Đức hồi tháng 3 vừa qua đã đăng bài viết với tiêu đề
Tất cả những thứ NATO cung cấp đều là vũ khí đã bị thiến, nói quân đội Ukraine thất vọng trước viện trợ quân sự phương Tây và vũ khí mà họ nhận được thường là phiên bản đã cắt bớt. Bài báo viết, lựu pháo không có GPS, tên lửa bị giảm tầm bắn. Ngay cả Mỹ cũng chỉ cung cấp cho quân đội Ukraine những hệ thống vũ khí bị hạn chế công nghệ nghiêm trọng. Tuy nhiên, rất ít khi tình hình trên đây được công khai và chỉ các chuyên gia quân sự có liên quan mới được biết sự thật. Các nhà tuyên truyền Ukraine đã chuẩn bị sẵn những bức ảnh cho công chúng xem, chẳng hạn như thị trưởng Kiev Vitali Klitschko ngồi trên xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 của Đức. Nhưng giống như hầu hết các nhà lãnh đạo của chính quyền Ukraine, ông Klitschko chưa hề phục vụ ngày nào trong quân đội. Các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 được gửi từ Na Uy, các máy bay chiến đấu MiG-29 của Slovakia. Các nhà tuyên truyền Ukraine hàng ngày đều đưa tin về các loại vũ khí mới và mạnh mẽ do phương Tây cung cấp. Sự thật là với mỗi lần giao hàng, quân đội Ukraine lại thêm một lần thất vọng. Ngày 20 tháng 3, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự trị giá 350 triệu đô. Tuy nhiên, các xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams mà Mỹ đã hứa trước đó vẫn không được đưa vào. Phía Mỹ tuyên bố rằng họ hy vọng sẽ rút ngắn thời gian giao xe tăng và lấy điều này làm cái cớ để cung cấp các mẫu Abrams M1 cũ hơn cho phía Ukraine. Tạp chí chính trị Politico của Mỹ đưa tin, Nhà Trắng không muốn cung cấp cho quân đội Ukraine xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams M2 với giáp thép có chứa uranium nghèo và từ chối cung cấp nó với cớ do quy định xuất khẩu. Quân đội Ukraine sẽ có được phiên bản bị thiến của xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams để sử dụng, giống như phiên bản mà các nước Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Iraq sở hữu. Lớp vỏ giáp của loại xe tăng này có thể được so sánh với loại xe tăng Leopard 2A4 cũ kỹ của Đức mà Na Uy và Ba Lan đã cung cấp cho quân đội Ukraine trước đây. Các quy định về xuất khẩu là lý do chính, nhưng không phải là lời giải thích duy nhất về việc Mỹ chỉ cung cấp cho Ukraine các phiên bản vũ khí đã được sửa đổi. Điều mà người Mỹ lo ngại là xe tăng chủ lực Abrams M2 của họ sẽ bị quân Nga thu giữ. Nỗi lo sợ của Mỹ về tình báo quân sự Nga còn lan sang cả lựu pháo M777 cung cấp cho Ukraine từ tháng 4 năm ngoái. Những khẩu lựu pháo này không được lắp đặt hệ thống định vị GPS và các máy tính tích hợp liên quan. Vũ khí không có hệ thống GPS rõ ràng là kém chính xác hơn nhiều. Truyền thông Đức chỉ ra rằng, các vũ khí công nghệ cao của NATO chưa bao giờ được chuyển giao cho quân đội Ukraine ở dạng hoàn chỉnh. Trên thực tế, các hệ thống điều khiển các loại vũ khí này được tích hợp vào cơ cấu chỉ huy của NATO. Ukraine không có quyền truy cập vào các hệ thống như vậy. Ngoài ra, cũng có những hạn chế chính trị nghiêm trọng đối với việc cung cấp vũ khí. Mỹ đã cung cấp cho Uzbekistan hệ thống phóng tên lửa đa nòng cơ động cao M142 HIMARS kể từ tháng 6 năm 2022. Với tầm bắn khoảng 80 km. Người Ukraine không thể nhận được các tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS mạnh hơn, có thể đánh trúng các mục tiêu cách xa 300 km. Tờ Wall Street Journal của Mỹ cho biết trong một bài báo, Washington đã sửa đổi các thiết bị tên lửa này trước khi giao cho Kiev, khiến chúng không thể phóng các tên lửa tầm xa. Tờ báo dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Mỹ nói rằng, lý do là Mỹ muốn giảm thiểu nguy cơ mở rộng xung đột với Moscow. Yếu tố không ngờ tác động đến cuộc phản công của Ukraine. Bên cạnh nhiều lý do dẫn đến việc Kiev phản công chậm như thiếu vũ khí và chưa thể chọc thủng phòng tuyến của Nga, một số chuyên gia chỉ ra một yếu tố có thể đã ảnh hưởng đến cuộc phản công của Kiev, đó là NATO. Tiến độ phản công và giai đoạn đầu, Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt và vào tháng 9 năm 2022 ở các tỉnh Kherson và Kharkov đã làm dấy lên kỳ vọng rằng nỗ lực phản công mới nhất của Kiev có thể giành lại một phần lãnh thổ tương tự năm ngoái. Trong khi có nhiều lý do dẫn đến việc Ukraine phản công không như mong đợi, bao gồm cả sức mạnh hệ thống phòng thủ của Nga. Một số chuyên gia chỉ ra yếu tố có thể ảnh hưởng đến cuộc phản công của Kiev, đó là NATO. Theo các nhà phân tích, NATO đã đưa ra một thời hạn tùy ý cho cuộc phản công, nhưng sau đó không cung cấp sự chuẩn bị đầy đủ cho các lực lượng Ukraine. Những vũ khí mới do phương Tây cung cấp cho Ukraine cũng gặp nhiều thách thức trên chiến trường như bãi mìn, hàng rào và bom keo của Nga. New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, trong 2 tuần đầu tiên của cuộc phản công, có tới 1/5 số thiết bị mà Ukraine triển khai tới chiến trường bị hư hỏng hoặc phá hủy. NATO là yếu tố khiến Ukraine phản công không như mong đợi. CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nhận định,
cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các lực lượng Nga không đáp ứng kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào. Các quan chức Mỹ cho rằng quân đội Ukraine và xe bọc thép dễ tổn thương trước các bãi mìn, tên lửa và không lực của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận tiến độ phản công của Ukraine trên chiến trường chậm hơn mong muốn. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự lo ngại Ukraine đang đưa ra các quyết định quân sự theo thời gian biểu của phương Tây. Thời điểm tiến hành các hoạt động vào mùa hè của Ukraine dường như được định hướng bởi các mốc thời gian của NATO, chứ không phải của Kiev. NATO đã không cung cấp đầy đủ nguồn lực cho Ukraine, cũng như không cho Kiev đủ thời gian để sử dụng thành thạo các thiết bị mà họ cung cấp. Việc thiếu máy bay phản lực thế hệ thứ tư, số lượng hệ thống HIMARS hạn chế và sự chậm trễ trong việc chuyển giao thiết giáp đã khiến Ukraine không thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga. Ukraine đang cố gắng thâm nhập toàn bộ mặt trận cùng một lúc với nguồn lực hạn chế. Thay vào đó, họ cần sắp xếp các nguồn lực hạn chế để thâm nhập vào một số điểm dọc theo chiến tuyến bằng cách áp đảo đáng kể quân phòng thủ của đối phương tại các điểm được chọn. Đó là cách một quân đội có số lượng hạn chế chiến đấu. Chỉ cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine trong cuộc phản công là chưa đủ. Họ đã tập trung quá nhiều vào khía cạnh công nghệ của chiến lược với hy vọng rằng cung cấp cho Kiev vũ khí tiên tiến đủ để họ vượt qua các lực lượng Nga. Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều vũ khí, nhưng không có đủ thời gian để huấn luyện họ một cách kỹ lưỡng và bài bản. Ngay cả ở cấp độ chiến thuật, có những binh sĩ Ukraine nhiều kinh nghiệm, những người có thể học rất nhanh để sử dụng chúng, cũng rất khó để tích hợp vũ khí mới và học thuyết của họ trong một thời gian ngắn. Phương Tây cung cấp cho Ukraine những vũ khí tinh vi hơn là điều tốt, nhưng Kiev cần có nhiều thiết bị bộ binh hơn như súng phóng lựu, đặc biệt là ở những khu vực như Bakhmut, nơi giao tranh chủ yếu do lực lượng bộ binh tiến hành. Viện nghiên cứu chiến tranh cho rằng còn quá sớm để đánh giá cuộc phản công của Ukraine vì Kiev vẫn có lực lượng dự bị đáng kể và có thể tiến hành các chiến dịch quyết định bất cứ khi nào và bất kỳ ở đâu. Gần 2 tháng sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch phản công, Kiev đã bắt đầu tung đòn tấn công chính của chiến dịch bằng cách triển khai hàng ngàn binh sĩ trong lực lượng dự bị. Theo đó, nhiều binh sĩ Ukraine được triển khai trong đợt phản công lần này từng được các đồng minh phương Tây của Ukraine huấn luyện và trang bị khí tài.